thợ đào bán tháo BTC khi thị trường phục hồi. Tài sản kỹ thuật số toàn cầu đã xanh trở lại vào thứ Năm khi vốn hóa thị trường tích lũy tăng khoảng 2% lên mức 1,14 nghìn tỷ đô la. Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng ghi nhận mức tăng gần 3% trong ngày qua. Sự phục hồi của tiền điện tử vua đã kích thích làn sóng xả hàng từ các thợ đào sau bao ngày chứng kiến thị trường đi xuống. Theo dữ liệu, 1.750 Bitcoin được cho là đã chảy ra khỏi ví của người khai thác dẫn đến dự trữ giảm. Địa chỉ ví đã gửi số BTC trị giá 48 triệu đô la này cho Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Động thái này cho thấy áp lực bán có thể đến từ các công ty khai thác. Lúc on-chain nhấn mạnh rằng cùng một địa chỉ ví đã gửi 5.791 Bitcoin trị giá khoảng 163 triệu đô la vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Nó nói thêm rằng sau đó giá BTC đã giảm khoảng 3% ngay sau đó. Vì vậy, trước làn sóng bán tháo mới của các thợ đào, giá BTC có thể sẽ biến động nhẹ trước khi chạm đến mức cao mới. Elon Musk đưa ra kỳ vọng gây bất ngờ về người lãnh đạo tiếp theo của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC ngày 16 tháng 5, Elon Musk, CEO của Space, Tesla và Twitter cho biết ông muốn thấy một người bình thường có kỹ năng quản lý tốt được bầu làm Tổng thống Mỹ tiếp theo. Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 hay không, ông cho biết, tôi ước chúng ta có thể có một người bình thường làm Tổng thống. Đó là những gì tôi muốn, có câu, chúng ta thà được điều hành bởi những người được chọn ngẫu nhiên trong danh bạ điện thoại còn hơn là từ trường Harvard. Tôi không biết ai đã nói câu đó, nhưng đó là một người rất khôn ngoan, Elon Musk nói thêm. Bình luận thêm về cuộc bầu cử năm 2020 với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden, Elon Musk nhấn mạnh, những người luôn khẳng định rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận như cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị sửa sai nếu họ chia sẻ những niềm tin đó trên Twitter. Trước đó, ông Trump, từng có hơn 88,9 triệu người theo dõi, đã bị Twitter cấm sau cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Sau khi mua Twitter vào năm ngoái, Elon Musk cho phép ông Trump trở lại, nhưng cựu Tổng thống hiện thích gắn bó hơn với nền tảng Truth Social của riêng mình. Visa tiếp tục đổ bộ vào hệ sinh thái Ethereum. Gã khổng lồ thanh toán Visa tiếp tục khám phá các khoản thanh toán tài sản kỹ thuật số và nghiên cứu các công nghệ tiên tiến để mang lại trải nghiệm giao dịch kỹ thuật số, từ đó giúp công chúng dễ dàng tiếp cận tiền điện tử. Trong một diễn biến mới nhất, Visa cho biết họ đang nghiên cứu tính trừu tượng của tài khoản Ethereum và đề xuất ERC-4337 cho thanh toán kỹ thuật số. Visa đã triển khai hai bộ hợp đồng Paymaster trên mạng thử nghiệm Ethereum Go Early, cho thấy cách thiết kế lại phí gas trên chuỗi khối để cải thiện sự thuận tiện cho người dùng. Wei Sheffield, người đứng đầu bộ phận tiền điện tử tại Visa, đã lên Twitter để chia sẻ việc triển khai hợp đồng thông minh Paymaster đầu tiên trên mạng thử nghiệm Ethereum. Sega lưu ý rằng nhóm Visa đã tạo một hợp đồng quản lý thanh toán, trước tiên sẽ lấy tỷ giá hối đoái ETH thành mã thông báo ERC20L110 và sau đó chuyển số lượng mã thông báo ERC20 đó cho chính nó, L112. Trong thử nghiệm tiếp theo, một hợp đồng quản lý thanh toán đã được thiết lập để trang trải hoàn toàn phí gas cho các giao dịch của người dùng. Ý chi 33 triệu đô để chống lại sự bùng nổ của AI. Các quan chức Ý đang dành 33 triệu đô la để tăng cường phát triển các kỹ năng kỹ thuật số cho những người lao động đang có nguy cơ bị sa thải do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Vào ngày 15 tháng 5, các quan chức Ý đã dành 30 triệu euro, tương đương 33 triệu USD cho FRD, một tổ chức được chính phủ Ý thành lập vào năm 2021, với sứ mệnh thúc đẩy, nâng cao khả năng của những người thất nghiệp và những người có công việc có nguy cơ bị mất việc do sự bùng nổ AI. Theo một báo cáo, 54% người Ý trong độ tuổi từ 16 đến 74 không có kỹ năng kỹ thuật số cơ bản, trái ngược với mức trung bình của Liên minh châu Âu là 46%. Sự phát triển này diễn ra sau khi Ý trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cấm sử dụng chatbot AI ChatGPT trong thời gian ngắn. Lệnh cấm ban đầu xảy ra sau một vụ vi phạm dữ liệu trên hệ thống AI khiến dữ liệu người dùng bị lộ. Bitcoin ồ ạt đổ về ví Mainnet trong vòng chưa đầy 30 ngày. Bên cạnh thông tin hot về việc BIOG được định giá 25 đô trên tạp chí hàng đầu nước Mỹ là Forbes, khiến giá POTC cũng được hưởng lợi phần nào. Thì vào hôm qua, cộng đồng Pioneer còn đón nhận một tin vui khác, chính là việc Bitcoin tiếp tục chuyển 50 triệu Bitcoin về các ví Mainnet, giúp cho những người dùng vừa mới KYC thành công có cơ hội trải nghiệm ví kỹ thuật số và giao dịch P2P. Được biết đây đã là lần thứ 3 trong tháng 5 này. Lần trước đó, Bitcoin đã chuyển số P cao kỷ lục lên đến 100 triệu Bitcoin. Động thái bơm lượng lớn Bitcoin như vậy đã dấy lên nhiều đồn đoán rằng P-Network sẽ chính thức Open Mainnet vào ngày P2Day. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở tin đồn, khi cho đến nay, Bitcoin vẫn chưa hề lên tiếng về vấn đề này. Trung Quốc triển khai cho vay tiền điện tử.
tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã triển khai các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số mới cho các công ty start-up công nghệ. Theo trang South Evening News, thông qua GDZ, ba nhà sáng lập công ty start-up đã trở thành những người đầu tiên được trao các khoản vay CBDC từ ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Lần đầu tiên, số tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 87.000 đô la Mỹ đã được cấp dưới dạng khoản vay vào ngày 12 tháng 5. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong lĩnh vực cho vay. Ngân hàng tuyên bố rằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho phép cho vay trực tuyến theo thời gian thực, tiết kiệm thời gian và phí xử lý cho tất cả các bên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTholisVN xin chúc các bạn ngày mới nhiều may mắn và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.